Tôi bình tĩnh đi. Tao thề với mày nghe, trong cái cõi ta bà này hay tao không đội trời chung với nó nữa. Có nó không có tao, có tao không có nó, tao nói rồi đó. Nhưng mà nè. Sao ạ? À, tao đi ăn với con gươm. Mới hôm qua tuyên bố là không đội trời chung với nó, giờ đi ăn là sao trời? À, tối đó về nó cứ nhắn tin giải thích. Với là hẹn tao hôm nay ba tao đi ăn nè. Với là tao suy nghĩ kỹ là chuyện không là gì hết. Thôi bỏ qua được thì bỏ qua cho nó đi. Má này không có chính kiến gì trơn trời. Ê má má má, cái đen với cái tím này nè, lấy cái nào đẹp? Tao thấy cái này đẹp nè, mà cái này cũng đẹp nữa. Không, ý là mua một cái thôi, mày chọn cái đi. Cái này nè, mày mặc nó sẽ đẹp theo một kiểu, còn cái này mày mặc đẹp theo một kiểu. Nói chung là hai cái đều đẹp hai kiểu đó. Thì mày mua hai cái luôn đi. Nói nghe nè, hỏi cái con không có chính kiến như mày á, thấy tốn tiền quá. Uống cái gì kêu kìa. Mày gọi cho tao luôn đi. Tao biết mày uống cái gì mà gọi trời. Mày uống cái gì tao uống cái đó, tao dễ lắm, sao cũng được hết á. Nói nghe nè, không có chính kiến á. Từ nay mình sẽ quyết tâm làm việc siêng năng, sẽ không ăn đêm nữa, quyết tâm giảm cân. Ê mẹ ơi, tao đói quá không có làm việc được, đi ra cửa hàng tiện lợi đâu đường muối gì ăn không? Tự nhiên tao thèm ba cái chân gà, bánh bao, cơm nước luôn quá. Mới nói giảm cân xong luôn, đi lắc đi lơ 1-2 giờ sáng, ai rảnh đâu đi, làm biếng muốn chết. Chán con này ghê. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Ủa mua nào vậy? Đúng là không có chính kiến. Kệ tôi đi.